Chào mừng chị và các bạn đến với kênh Hẹn Trần TC. Hôm nay em tháo cái pin của cái đèn pha này. Đèn này em vừa dùng để quay phim, vừa dùng để đi công trình. Đây là mẫu đèn năng lượng mặt trời có tích điện, gọi là tích điện năng lượng mặt trời, có tấm pin năng lượng mặt trời. Đó thì dùng một thời gian á, thì hôm nay thấy sử dụng nó mau hết quá. Hôm nay rảnh rỗi thì em ngồi em tháo ra. Ngày xưa đóng bằng cái pin, tận dụng từ cái pin máy khoan. Ngày xưa không có những cái máy đo test như này, chỉ có mỗi cái máy hàn xeo này thôi. Máy hàn xeo này có từ lúc trước này. Đó, trước thì chưa, chỉ là nghịch ngạp chế cháo thôi, đóng được cục pin như này. Thì lúc trước dùng thì cũng ok, nhưng mà dùng một thời gian thì thấy mau hết quá. Để đợt này có máy test máy giấc mới biết được thì là cục pin này nó quá kém rồi, này mang tiếng là 6 xeo. À 8 xeo gì? 1 2 3 4 5 6 7 8 xeo. Tháo được cái khối pin Makita ra nhưng mà kém quá. Thì em phải test lại đây. Xả vào dòng 3A mà tương đương chỉ được có 1 tiếng này, tiếng 9 phút này. Đây các bạn cùng xem này. Đây, trong tiếng 9 phút mà xả được có 3A thôi. Đó, thậm chí cái đèn này thì sử dụng bật thì khoảng tiếng hơn tiếng là hết rồi. Thì trước khi đóng cái đèn này, đóng thay pin cái đèn này thì em cũng tận dụng những pin cũ thôi. Tại vì đèn này là đèn để đi công trình với lại đóng ở nhà nghịch chế cháo rồi, chứ cũng không phải là đóng cho khách. Khi đóng cho khách thì các bác muốn đóng thì có thể đóng những pin mới như này, pin Samsung này. Đây, Samsung 35E dung lượng là 3500 mAh. Đó. Pin mới thì em rất nhiều pin đây. Đây, pin này, đó pin mới này. Đó, còn không thì có thể giữ sử dụng pin Samsung 40T này. Như này. Đó, dung lượng 4000. Đấy thì em muốn chia sẻ với các bác là cái để tính toán cái đèn này, mình đóng pin sao cho hợp lý, và thứ hai là muốn sử dụng được bao lâu thì mình phải biết được cái thông số của nó. Thì đèn này nói thẳng là trên thị trường thì nó ghi, thì thông số thì ghi thì đề là D850W, nhưng thật ra công suất thì nó thì không được 50W. Nhưng mà mình đóng được cục pin, mình biết được. Bây giờ ví dụ như một ông khách đưa cho một cái đèn này mà các bác muốn là sử dụng dùng 3 tiếng, 5 tiếng hay là xài 8 tiếng mới hết thì phải làm sao? Thì các bác phải nhớ là phải tháo đèn ra. Tất nhiên rồi, đây, em cũng tháo rồi đây. Vậy lúc trước thì không có máy test nên là đóng bậy cục pin này. Lúc trước thì pin này còn ngon, sử dụng thế cũng khá lâu lâu, tại vì bữa trước em không dùng nhiều. Lâu lâu đi công trình thì vô mấy nhà vệ sinh rồi bật đèn thôi. Xong đầu ở nhà thì em hay treo đây này, nó hay treo đây để bật để quay video với lại sửa chữa đây, nó sáng hơn. Đợt này mau hết quá nên là vớ được một ít pin cũ này. Để thật ra những cái pin này là pin ở các bác gửi em sửa loa, thì các em cục loa là loa nó có 2 cell, thì thường thì sẽ chết 1 cell, thì lọc lại thì được 1 cell đó. Nhưng mà cũng test lại thì dung lượng nó cũng vẫn còn đây, như cục này 2500 này thì test lại được 1900 đó, cái này cũng được 2500 được 2000. Rồi đây những cái pin này của em thì em đây, cái pin này là pin ở cái máy khoan em đóng này. Đó, sử dụng thời gian cũng cục pin C5 này, dung lượng nó là chuẩn của nó là 2007 mà bây giờ cũng còn được có 2000. Đó, hầu như những cái pin này em lọc ra để em chuẩn bị em đóng vào cái này thì là dung lượng chung chung là 2000 hết này. Đây cái pin này, cái pin Samsung này là 20R này, dung lượng đạt đủ 2000 này. Đó. Em đang tính em xếp vào đây. Đấy. Thì tất nhiên là các bác bảo là xếp nhiều thì nó sẽ được sáng lâu, nhưng các bác phải biết được cái công suất của cái đèn này là bao nhiêu. Đấy thì để biết được công suất của cái đèn này thì em phải có cái máy test này. Đây, máy cấp nguồn này. Đó, cấp vào. Đấy thì cái này sử dụng pin là 3V 7 này. Điện áp đầy nó là 4V 2. Đó, thì nó sẽ ghép song song với nhau. Ngày xưa trong cái cục, trong cái đèn này ấy, các bác mua đèn xịn á thì nó được 4 cell. Nó được 4 cell nằm trong này này, 4 cell này thôi. Đó, còn những đèn mà đều đéo á, thì nó có 4 cell, nhưng thật ra bên trong nó chỉ được 2 cell là ngoan, là 2 cell hầu như là chết. Đó, nên là nhiều khi cái đèn các bác mua giá có 250 300 ngàn thì là thế thôi, chứ làm gì mà được ấy được. Còn bây giờ các bác mua những cái cục pin này thì mua pin cũ thì không nói là, nhưng mà mua pin mới thì bây giờ cũng tháo khối đấy, thì cục pin này cũng ba là 40 ngàn này, 40 đến 45 ngàn một viên này. Như viên này em đang bán là 45 ngàn một viên. Đó viên này,
đảm bảo đủ dung lượng mới, có mạch bảo vệ, nó sẽ có mạch bảo vệ ở trên pin như này. Đó, nó có mạch bảo vệ, nên các bác có thể mua này, xong rồi để luôn cái mạch này, xếp này, xếp lên đây như này thì ok đó. Nhưng mà em thì em tận dụng lại những cục pin cũ này thì để mình nắm được cái thông số đèn thì mình phải có máy test nguồn này. Đây, em sẽ cấp nguồn cho nó này. Đó, đèn này đây, em sẽ cấp nguồn này. Đó, cấp nguồn hiện tại này và sẽ bật này. Đây, đang báo là điện đang báo là đầy này, bật này. Này có 3 chế độ này. Thứ nhất này sáng trắng này, thứ hai là sáng vàng này, thứ ba là vừa trắng vừa vàng này. Đó, thứ tư là chớp này, rồi tắt. Đấy thì em bật chế độ sáng trắng á, để cho các bác xem công suất nữa này, sáng trắng này đó là 12W. Đó, bật sang chế ánh sáng vàng nó là 12,6, bật cả trắng cả vàng thì lên đến 14W, vậy thôi. Đó, thì chuyển sang cả trắng cả vàng thì nó giảm ánh sáng đi xíu nó thôi, chỉ còn công suất thì vẫn tầm đấy. Và sang chế độ nháy thì ăn có mấy watt thôi, hầu như nháy này không tốn bao nhiêu điện. Đấy thì bây giờ thường thì em hay sử dụng ánh sáng vàng, ánh sáng vàng hoặc ánh sáng trắng này, cần bật một chế độ không phải đủ sáng lắm này các bạn, sáng lắm chưa. Nói chung là đấy, các bác để nhìn qua máy quay như này là cũng thấy là ánh sáng khá ok. Ánh sáng trắng này, ánh sáng vàng này. Đó, thì để biết được cái công suất nữa thì các bác phải cho bấm vào đây. Watt thì các bác lấy watt chia cho thì cũng ra A, nhưng mà đây trên cái này em có luôn. Công suất tiêu thụ của nó là 3A. Đấy. 3A. 3A có nghĩa là cứ 1 tiếng là tiêu thụ 3A. Thì 3A để các bác cho dễ hiểu đi. Thì như cục pin này đi. Đây, một cục pin Samsung này của em. Thì dung lượng nó là 3.500, em cho nó tròn lại 3A. Thì mỗi cục pin này là các bác ráp ở đây thì nó sẽ được 1 tiếng đồng hồ. Đó, ví dụ em ráp 4 cục này, 4 cục này thì được 4 tiếng. Đó, đây, 4 cục này mà em sạc đầy, ráp nó vào đây thì được 4 tiếng đồng hồ. Đấy, để với chế độ này nó được 3. Đó. Còn đây. Thằng đèn này đấy thì nó khi bật lên đây, cái cấp nguồn em tụt nguồn. Đây, khi bật lên lại cho các xem này. Đó, dòng nó là 3A như thế này. Đó. Vậy thì có nghĩa là cứ mỗi lần bật chế độ coi như là hai chế độ trắng và chế độ vàng thì coi như đều là cho trung bình là 3A đi. Đó. Thì 3A như vậy thì các bác sẽ tính là 3A là dung lượng cục pin này. Đó. Thì 1 tiếng cục pin nó xả ra với dòng 3A thì xong, xả trong 1 tiếng hết. Thì các bác cứ tính đi, đấy, cứ một cục pin này các bác được 1 tiếng, một cục pin các bác được 1 tiếng. Đó, thế thì có phải đương nhiên ráp 4 cục này thì các bác được 4 tiếng. Đấy, ví dụ như các bác muốn buổi sáng trong vòng 8 tiếng thì ráp 8 cục như này. Đấy, lúc trước em ráp 8 cục như này. Nhưng mà 8 cục này dở quá. Nó được có 3A thì lúc sáng là có hơn tiếng là hết là đúng rồi. Đó, cái này nó kém rồi. Đó, thì bây giờ là em cũng chia sẻ các bác cách sắp xếp cái này. Thì sắp có thể nếu muốn xếp được nhiều á thì em đang xếp là 8 cục là như này. Hiện lại như này. Cục này này, đó em xếp như này. Ở đây 8 cục là được như này. Ở đây nó có cái khay chặn thì em phải bẻ đi nhé. Sẽ zoom lên cho các bác xem này. Đó, như thế này thì sẽ được bao nhiêu? Sẽ được 8 viên như thế này. Đó, nếu mà các bác thêm được nữa sẽ được thêm được 2 viên nữa là được 10 viên. 10 viên, nếu mà 10 viên này thì tương đương được 10 tiếng. Đó, với pin này đạt chuẩn như này là được 10 tiếng rồi. Đấy, còn những cục pin này của em đang trung bình là mỗi cục được 2A. Thì em ráp đây như em xếp thằng này rồi này. Đó, được 10 viên thì 10 viên 2A là được lấy máy tính tính kiến thức toán học hơi kém. Cho 10 viên này đi. 10 viên nhân với lại 2A thì được 20A, 20A các bác chia cho 3. Chia cho 3 thì nó sáng được 6 tiếng rưỡi. Lại cho 6 tiếng. Đó, với lại cái pin 2A như này. Đó, còn cái pin của thằng Samsung 40T này. Đấy, dung lượng nó to hơn này. Thì em sẽ xếp cho các bác xem luôn, tiện em có sẵn đây xếp cho các bác xem luôn à, được bao nhiêu để các bác có thể là trong quá trình có cái này nhà thì có thể đóng. Thì cái này á, thì các bác để xếp ngang như thế này á, thì được ít lắm nha,
xếp như này thì nó chỉ được có 1 2 3 4 5 6 7 viên thôi. Đó, xong lại thêm một viên nữa này thì nó bị lỡ. Lỡ là khó đóng. Thì các bác phải xếp này. Xếp như này. Đây, đây các bác bẻ cái nhựa đi. Này. Xếp như này, mỗi bên là 4 viên. Mỗi bên 4 viên, đóng hai cái đầu thì đóng bằng cái kẽm đôi ấy, xong gập lại. Đó, mỗi bên là 4 viên như này. Thì đương nhiên là 8 viên. 8 viên 4A này thì đương nhiên là 84. 4 32, 32 các bác chia cho 3. 3 tiếng. Đây quên. Chúng ta này kém toán quá. Chia cho 3. Được 10 tiếng nha. Đó, như cái này là được 10 tiếng này. Đó, như cái này là bao phê luôn. Sáng 10 tiếng luôn. Đó, nó phải được như vậy. Thì với mình phải tính được cái công suất, mình phải biết được công suất của cái thằng tiêu thụ này. Và cái dung lượng của cái lưu trữ này thì mình mới ra được cái công suất mà để đóng. Nhiều khi các bác của đóng 2 cục 3 cục thì vẫn sáng được, vẫn xài được, nhưng mà thời gian được bao lâu. Và thứ hai là thật ra thì thế này, khi mà đóng cho dung lượng được nhiều, các bác mà dùng liên tục á, ví dụ như là dùng thường xuyên ấy, như là, thì các bác phải thêm sạc nhé. Tại vì bản chất cái đèn này này là nó có tích hợp sạc năng lượng mặt trời và tích hợp sạc phụ ngoài cái cổng xi. Thì dòng xi nó được có 1A thôi. 1A mà các bác đóng pin nó nhiều như này thì các bác sạc phải cực kỳ lâu. Đó, có nghĩa là mỗi tiếng được 1A thì các bác đóng 10A chẳng hạn thì đương nhiên phải mất 10 tiếng sạc với đầy. Đó, như cục pin này 32A thì nó phải là 32 tiếng, nó mà sạc mấy ngày trời. Sạc hơn ngày. Đó, thì các bác thế thì lại phải tính cái công suất. Nó thì các bác phải chế thêm mạch sạc cho nó để cho sạc nhanh, chứ còn sạc của nó thì cũng không ổn nha. Đấy, hôm nay em cũng nhân tiện để tháo ra là đây sẽ đóng bằng những cục pin này. Đây cái này của em thì em đã test rồi. Đây, có cái mạch test này, mạch test này cũng ok này. Mạch test này các bác dùng ít thì chơi cái mạch này. Đây em đang test đây. Đây. Đây test cái viên số 4 này. À, cái này chưa, này đang sạc. Vừa rồi bị lỗi điện, lỗi ổ cắm cái nó bị mất luôn này. Đó. Cái mạch này thì em bán nhiều, các bác sử dụng mua của em nhiều biết này, này 250. Đây còn loại này thì nó chuyên dụng hơn tí, thì nó test được từ 0 cho đến 150V, nó dòng nó 150A luôn ấy. Thì cái này là 550. Còn cái máy này vừa sạc này, sạc được dòng 5A và xả thì nó xả được 20A. Có nghĩa là công suất nó là 85W, thì các bác cứ lấy 85W mà chia cho vôn thì nó sẽ, thằng này nó được từ 0 đến 30V. Đấy là cho cái máy sạc đó. Đây thì cái đèn này thì chuẩn bị em sẽ xếp vào. Thì em đóng bằng cái pin 18650 thì em sẽ xếp hàng ngang như này. Là 8 viên giống như cũ như này. Đấy, 8 viên như này. 8 viên thì cũng được 10A rồi. Thì cũng được 5-6 tiếng rồi, cũng khá ok rồi. Thế thì mình ở nhà thì để bật làm đèn quay phim. Quay phim thì thường trong vòng tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ thôi. Còn đi công trình làm thì chỉ khoảng 4 tiếng đồng hồ buổi sáng. Xong buổi trưa nghỉ trưa thì lại cắm sạc. Xong buổi chiều lại dùng thì cũng ok. Nhưng mà thường đi công trình đa số dùng đèn này trong nhà vệ sinh thôi. Chứ còn trời tối, ban ngày cũng có mấy khi phòng này tối rồi. Phòng người ta có đèn hoặc là gần cửa sổ hết rồi. Máy hàn siêu tụ này dùng khá ok. Em đã dùng rất là nhiều nha. Dùng khá ngon. Nên hôm nay cùng chia sẻ lại cho các bác cách tính toán đóng cái đèn này, pin cho cái đèn năng lượng mặt trời này, tích điện năng lượng mặt trời này. Loại đèn này các bác nhiều bác dùng ngon lắm này. Ánh sáng nó sáng ổn định, thích nhất là có ánh sáng vàng. Nhiều khi các bác sử dụng đi cắm trại dã ngoại thì khá ok. Rồi, video muốn chia sẻ cho các bác tham khảo vậy. Rồi, một nữa Hiền Trần xin cảm ơn các bác đã qua video này. Nếu thấy hay để chia sẻ cho người thân bạn bè cùng xem, đăng ký kênh sẽ làm video chia sẻ thêm. Vâng, xin chào, gặp lại các video tiếp theo.